sau khi bấm dấu cộng ở cột layer nếu chọn video bạn có thể lựa chọn những video có sẵn trên YouTube chỉ cần mở YouTube copy link video và dán vào đây rồi bấm nút xác nhận với video này bạn cũng có thể điều chỉnh độ trong suốt âm thanh Và cho phép phát lặp lại